Mến chào cô dì, chú bác, anh chị em đã quay trở lại kênh YouTube của Tiến Vlog HV. Thì tiếp tục thì ngày hôm nay thì em cũng muốn chia sẻ và cập nhật đến cho quý vị những cái thông tin mà nó liên quan đến vụ việc của chị Hà. Căng rồi quý vị ơi, tình hình dạo này rất là căng thẳng rồi. Thì bất ngờ ngày hôm nay có một cô cũng khá là bức xúc về cái vấn đề này, cũng liên hệ đến tụi em. Thì em xin mời cô dì, chú bác, anh chị em mình nghe xong một cái đoạn ghi âm rồi mình tiếp tục mình phân tích nha cả nhà. Chuyến này về 10 dì tấn với dì năm là đi hết trên cả đám rồi cả nhà ơi, em xin mời mình cùng nghe. Cô chia sẻ vậy nè, cái kênh của Tình Đồng Chí. Dạ. Bây giờ cho cô nhắn gửi với cái ông mà lên kênh của Tình Đồng Chí á, cho cô nhắn gửi về lời với cái ông đó. Anh có coi không? Anh có coi từ đầu cái clip tới bây giờ chưa? Mà tại sao anh nói là anh không binh thằng Tấn? Mà anh nói cái gì ra tôi cũng nghe, anh nói về thằng Tấn không vậy? Anh nói thằng Hà với thằng Tấn á, là đi xà lan á. À, biết thế nào cuộc sống của người ta đồ này kia đồ, sao mà anh biết vậy? Anh coi đi rồi anh sẽ hiểu đó. Vừa qua là mới là cái kênh của Lợi Nguyễn lên á, nói là hả thằng Tấn á, nó hại ba nó chết á. Một tháng nó hứa cái hồi đó cái xà lan nhỏ 500 mấy chục tấn à, nó đi nó trả tiền lại cho ba nó mà nó không trả, rồi ba nó buồn quá là nó chết đó. Anh có nghe rõ chưa hả? Nó hại nhiều người quá rồi á, nó đòi trấn nước con nó đồ đó, sao anh không chịu nghe? Mà anh lên anh nói anh thông binh thằng Tấn, mà tại sao cái gì ra cái anh nói là tôi ghét thằng Tấn lắm, Tấn có tội đồ này kia nọ đồ, à mà tôi không phải binh thằng Tấn, à tôi ghét, nhưng mà tại vì cộng đồng mạng á, lên á hả nói về cái vụ mà kiểu như nói về cái vụ mà em Hà mà cứ cho là em Hà là đúng không vậy đó con. Dạ. Rồi nói là cho này em Hà đúng, tại sao nói vậy này kia nọ đồ. Ủa tại sao anh không nhìn những gì mà thằng Tấn nó làm? Bữa ASEAN đưa cái clip mà em Hà quay đó, đưa lên đó. Rồi hả, nó đòi trấn nước con nó chửi con nó như thế nào anh thấy không? Nó ngồi nó làm cha làm ông nội anh thấy không? Mà hả anh lên anh cứ nói cái gì mà dòng do Tam Quốc, anh cứ nói với Tình Đồng Chí là anh nói là à, anh thông binh thằng Tấn, nhưng mà cái gì đi nữa gì cộng đồng mạng lên nói này kia, à con Hà với thằng Tấn đi xà lan á, à biết cái gì, à, nhiều khi vợ chồng ta có mâu thuẫn, à có cái gì có lửa mới có khói. Ủa tại sao anh không nhìn những gì thằng Tấn bằng hả anh hả? Thằng Tấn muốn trấn nước con nó luôn á, mà nó còn dị nãy ai nữa, mà con vợ nó thì nó dìm xuống sông rồi, anh chưa vừa dạ anh hả anh? Ví dụ như con Hà nó là con gái anh nghĩ như thế nào mà anh lên anh nói như vậy anh hả? Anh có nghe rõ lời tôi nói không? Anh lên anh nói cái gì đâu không ra cái gì hết trơn hết trội, mà anh ngồi anh nói hoài nói quỷ. Anh không binh thằng Tấn, tại anh không binh thằng Tấn. Anh là người nào mà anh nói tôi nghe coi, anh ở đâu vậy? Anh nói anh không binh thằng Tấn mà toàn nhiên là anh nói tôi ghét thằng Tấn lắm, đáng lý tôi mà anh của con Hà tôi cũng quánh thằng Tấn này kia nọ đồ. Mà anh nói ra anh bắt bẻ về con Hà hả? Hà nó có lỗi gì? Đã thằng Tấn là bỏ đi theo vợ nhỏ mấy tháng trời, con Hà nó nắm xà lan đi, hỏi chứ cái người đàn bà người ta như vậy mà anh chưa vừa lòng hả? Con Hà nó giỏi cỡ nào không? Đốt đuốc hả? Thằng Tấn đi đốt đuốc khắp trời này tiếng cũng chưa có được con vợ như vậy nữa. Tôi nói cho anh biết á, anh biết thì anh nói, còn anh không biết thì dựa cột anh nghe nha. Anh lên anh nói anh cho nghe cho kỹ, anh hãm nói con Linh với ba nó là 3 năm trời không dám, không có nói chuyện với nhau, không có qua lời với nhau, mà anh nói là 3 tháng. Anh nghe vậy không kỹ vậy mà anh lên anh nói. Anh nói rồi anh cứ anh nói con Hà với thằng Tấn là đi ghe mà có ý đi xà lan, mà có ai biết là cái nó hai đứa nó đi xà lan mà như thế nào, sống rồi như thế nào ở dưới xà lan, mà cộng đồng mạng lên nói cái gì, nói cái gì anh nói tôi nghe coi. Anh mấy cộng đồng mạng lên nói, anh nói không khác nào giờ anh nói vậy là cho cộng đồng mạng theo bên anh làm qua thằng Tấn hả? 90 triệu dân đi theo anh luôn hả anh? Trời ông lên ông nói mà nghe tức đó con. Dạ thì cái nói gì mà kỳ cục à? À, thì cái đoạn clip mà của anh ASEAN với anh Hải mới đăng tải lên mà bên gia đình của anh Tấn đó, thì cái lúc đó là bên chị Hà thì có kêu gõ gàng là kêu anh Tấn này ở nhà đi là cũng được 20 triệu để mua bia hay là mua rượu uống, mà ổng dứt khoát là ổng đòi đi theo, mà đi theo là có vấn đề luôn đó cô. Thì có cái bà nào đó không biết cái bà nào đó, bà nói cho tiếng cũng trong trẻo lắm, bà nói thôi mày ở nhà đi mày ơi, anh nói lên đầu nói là mày có vợ nhỏ
À, đó rồi mày thôi mày ở nhà đi, bây giờ mày ở nhà đi rồi mày kiếm về mày cứ lấy 20 triệu mày nhậu mẹ rồi Tuấn ơi, cho sướng nữa. Không chịu, một hai đồ đi Xà Lan, đi chuyến thứ ba là giết người ta luôn. Mà bây giờ cái ông này lên ông chia sẻ bên bên cái kênh Tình Đồng Chí á, mà ông không có chịu là thằng Tuấn sai. Mà ông cứ nói là ông không bình tĩnh à, mà biết con Hà cộng đồng mạng á, nên nói thì phải. À mà mà biết cái con Hà với thằng Tính đi dưới là có mâu thuẫn gì, mà tại sao mà lên mà nói vậy này kia đồ, tuy cô thiệt mà. Dạ, nói chung thì mọi chuyện nó như bây giờ cái chuyện này á, nó là nó gần gần lên rồi. Nói chung thì tới trẻ em mà con nít nữa cũng còn hiểu được nữa cái chuyện này nữa, mà cái ông đó lên nói chuyện hồi bữa đó thì con cũng có nghe được, nó nói chuyện là nói chung con nghe là không thấy cái chấp nhận gì được hết trơn á. Kỳ cục gì đâu mà cái ông gì mà lên nói gì mà không có ra cái gì hết, quan tâm không? Không có ra cái gì trên mà ông lên ông nói hoài, ông nói có nhiều đó mà ông nói hoài, nó quỷ với tôi vậy. Dạ. Mà cô hồi 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 hổm ra cô điện cho con bắt máy. À dạ, hổm gài con, nói chung thì con cũng hơi bận đó cô. Dạ. Rồi 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 cô hỏi con nè, mà ổng cứ nói hoài từ đầu tới đuôi, mà cô cứ nghe ổng nói là ổng ghét thằng Tấn lắm, theo đáng lý ra ổng là anh Hà là ổng quánh Tấn luôn này kia nọ đồ, mà ổng cứ lên ổng nói là em Hà với thằng Tấn đi vợ chồng ta sống cộng đồng mạng biết cái gì mà nói đó, ổng nói vậy con nghe được không? Ông gì mà ổng nói cái gì mà không có là cô thấy ổng có vô đề được cái gì luôn á. Bây giờ á là con nói như gì nè, theo cái kiểu cái quan điểm của con á là con thấy á, con cũng chưa biết tánh tình của chị Hà như thế nào, nhưng mà con chỉ cần là nhìn về hướng gia đình của chị Hà thôi là con sẽ đoán chắc được cái tình hình hay là như dạng là cái tánh tình của chị Hà luôn. Thì mẹ chị Hà là nói chuyện rất là chậm rãi, là nhất là rất là đàng hoàng tới anh hai chị Hà rồi mấy đứa nhỏ của chị Hà luôn đó. Ngay cả là hồi cái bữa mà về làm đám cho chị Hà đó, là cái bữa đem xác về an táng đó, là chính anh hai ảnh gọi điện còn phải hỏi rồi mày có về được hay là không đó. Chớ mà gặp như đó là mày về cũng về, về kệ mày chứ, mà còn cái này người ta rất là đàng hoàng, gia đình người ta rất là đàng hoàng còn phải gọi điện lại đến nữa đó. Ví Rồi dụ cô nói cô nghe, vợ của nó chết nó cũng phải có trách nhiệm phải không, mà mắc cái gì anh hai anh gọi. dạ, mà cái này thì là mình đã biết được cái tính tình của chị Hà rồi, chị rất là hiền nội, mà trong cái cuộc video đó đó thì cũng như là ngày thường, nói chung thì cái mấy video đó là như dạng là ngày thường, được như của anh xin được gọi chia sẻ đó, chỉ lên chỉ đàm tĩnh đàng hoàng, điềm tĩnh đàng hoàng, ta nói chuyện đàng hoàng này nọ, chứ đâu có nói chuyện là như dạng như mất dạy mất dịch hay là cái gì này nọ đâu. Mà nói chung á là cái phần con nói á thì con không không có dám khẳng định, là con nói là bên ông Tuấn này là có phần chặt trong đó đó, như ngay là hay cái người phụ nữ mà ngồi kế bên ông Tuấn đó là cô chắc có xem hả cô? Bà một cái bà đó là má của con Tính đó. Dạ thì con cũng xin nói là gì, là cái nói mà con không biết là có đúng hay là không, nhưng mà nếu mà nói về là cháu nội của mình mà loại mà đâm mà chọt cho ông Tuấn này, ông chửi bé Linh bữa đó, bé Linh khóc như dạng là khóc, nói chung là y chang là khóc tức tưởi vậy đó đó. Còn vô nghĩ sao vừa nói ra cái là ông này nó đập mày 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 diện vậy đó, tại vì cái câu Chửi chửi nhỏ dạ cái kỳ đó thì cục. như dạng con cũng không có nói lên được, tại vì nó chính sách cộng đồng, ổng chửi cũng hơi bị thô tục một tí xíu nữa. Đó đó. Mình không có đưa cái đó lên, nhưng mà mình đưa cái khúc mà nó nói là trấn nước á, Dạ. con của đó mà nó đòi trấn nước, mà cô hỏi con chứ ông đó ông nghĩ làm sao mà ông nói là ông không bình tĩnh. Nhưng mà biết đâu Hà với thằng Tính đi Xà Lan á, rồi có cái mâu thuẫn gì này kia nọ đâu, thì cái chuyện đó mình không biết thì mình có nói đi. Mình thấy hiện tại bây giờ là cái con Hà nó chết oan, mình nói là con Hà nó chết oan thôi, mà nếu mà hai vợ chồng ở trên Xà Lan thì thằng Tính nó không làm ai làm. Mà ổng nói tụi ổng nói nghe tái lỗ tai sợ luôn vậy. Là tôi nói cho anh biết ha, anh biết á thì anh lên anh nói những cái phim gì người ta chiếu ra đó,
anh nghe được là anh nói, hoặc anh nghe không được thì thôi. Đó, tôi hỏi anh nè, thằng Tấn á, nó không trả nợ cho ba nó, ba nó chết tức tuổi đó, anh nghe rõ chưa? Là một, hai nữa là nó thiếu tiền á, bên bà và vợ nó là 40 triệu mà em Hà mới trả được có 10 triệu thôi, còn 30 triệu nữa bây giờ em Hà chết rồi ai trả đây? Mà anh nói gia đình bên nói giàu biết bao nhiêu, nói có ai bỏ tiền ra trả không? Bây giờ để mẹ Hà ôm 30 triệu đó nữa, chứ nó cũng đâu có trả 30 triệu đó đâu. Ôi tội nghiệp mẹ Hà không, người ta lo cho con Linh với thằng Sơn, bây giờ tới lớn tuổi nữa. Bà bá bà ấy, ổng mở miệng ra ổng nói cái gì đâu mà bực mình gì đâu á. Coi cho kỹ là ta nói, coi không kỹ, không nghe kỹ. Người ta vừa con mắt vừa xem mà cái lỗ tai ta vừa nghe. Những cái đoạn phim anh em YouTube người ta chiếu lên. Mà ổng lên, ổng không coi, không nghe, không gì hết á. Ổng lên cứ nói, ổng nói ổng không bên phe thằng Tấn. Mà ổng lên, ổng nói y như Trang là ổng bình Tấn. Ổng là cũng là cái trong cái dòng họ của thằng Tấn hay gì đó. Là đưa lên là nói đó. Người nào cũng giữ, giữ thấy sợ luôn. Chửi vậy thôi, con nghe mà mười chửi không? Chửi thấy sợ chửi luôn. Chửi trời ơi mà. Chửi gì đâu mà con nói thiệt, mà chửi mà có dây có dọc mà chửi còn hơn cái đoạn tạo xe lửa mà chửi mà nó, con nói chung mà chửi mà kiểu mà không kịp thở luôn á, không kịp nuốt nước miếng vô họng luôn á, có khi là ông bạn nuốt luôn cái lưỡi thôi cũng chừng nữa cô. Con thấy chửi Lợi Nguyễn không, xong rồi chửi Hồng Đức không mấy không, bữa cái vụ mà cái xin số điện thoại mà cái ông nào mà kêu bên em Hà làm đơn thưa đó. Dạ. Trời ơi, chửi gì mà quá trời, chửi gì mà mười thiệt, mà hổn thiệt luôn không, chứ. Mà mười này chửi cái gì là chửi một cái là con nói giống như bữa đó là con nghe cũng hơi cũng bực tức lắm cô ơi, chửi cho mà chửi luôn dính chùm. Là như sao mà thí dụ như ông Hồng Đức á, ổng sai thì chửi Hồng Đức thôi. Cái gì mà chửi luôn cái lũ cái gì mà bất kỳ này bất kỳ nọ nó chửi vậy là nói chung con là người miền Tây thiệt, nhưng mà chửi như vậy nó hơi quá đáng rồi cô ơi, con thấy vậy hơi quá là quá đáng mà. Rồi chửi như vậy, nói ví dụ như chửi Hồng Đức như vậy xong đi, con không nói mà còn chửi luôn phía khán giả của bên cái kênh của anh Hồng Đức luôn. Đất ơi, chửi gì mà thôi khỏi rồi, nay cô nói hả, bà nội của con Linh á, không phải nói với bà đó, trời ơi, nhìn cái gương mặt bả làm cô có tiền chứ con á, bả không có để đứt lợi cho con trai bả chút nào, bởi thành ra giờ nó mới vậy. Không mà. Nếu đáng lý ra mà hồi đó thằng Tấn á, nó thiếu tiền ba nó thì bả cũng có yên lên gì, thôi trả tiền cho ba mày đi này kia nọ đồ, để ổng chích tức chích tuổi vậy rồi bây giờ mà tới nó giết em Hà luôn nữa. Không mà, theo... Khẳng định, con Linh khẳng định rồi, giờ đâu có còn sợ gì nữa mà không nói con. Hả? Theo con nghĩ nha cô, cái này là như dạng là theo con nghĩ ha. Cái này là thí dụ như bên phía cộng đồng mạng xem thì cũng nói chung cũng thông cảm cho Khoát, cái này như dạng Khoát thấy cái thắc mắc này thôi. Thì bên gia đình chị Hà là hiền bấy nhiêu, bên kia nó dữ dằn bấy nhiêu. Lép dế bên chị Hà, con thấy là chị Hà là lép dế bên bển rất là nhiều ạ. Vậy mà ông không thấy hay sao mà ông cứ lên ông bắt bẻ em Hà hoài, cô cũng không hiểu nữa. Sao ông này ông tì thiệt mà. Ông lên ông nói là cộng đồng mạng có biết là thằng nói mà thèm tắt điện thoại đừng cho ông nói nữa mẹ cho rồi á. Cộng đồng mạng biết là cô Hà với thằng Tấn đi với Trà Lan như thế nào không? Mà là có lửa mới có khói. Rồi em Hà cũng như thế nào này kia nọ đồ. Mà thấy trơ trước mắt là thằng Tấn nó về nó đi theo vợ bé mấy tháng trời luôn. Nó không cầm Trà Lan đi mà hỏi cho cô Hà. Nó là vợ mà nó cấm Trà Lan đi, nó chia tiền cho thằng Tấn xài đặng mà thằng Tấn đi xài đi chơi vậy. Hỏi chứ có ai được như vậy không mà ổng lên mà ổng còn nói em Hà này kia mà người ta chết rồi mà ổng mất mới gì mà ổng mà còn binh giật bình Tấn mà ổng nói là ổng không binh. Trời, như theo còn như con thấy như nè, chị Hà chị cũng nhẫn nhịn dữ dằn lắm nghe cô. Nếu mà con nói thiệt, nhiều người mà ví dụ như mà biết chồng mình đi theo vợ nhỏ vợ gì này nọ ha, con nói thiệt cũng con thấy cũng có mấy tình trạng đó cô, thiến luôn đó cô. Thiến bỏ luôn đó, còn thôi là cự cãi không thôi là xô xát cũng hơi bọn đó, chứ còn này chị Hà chứ im gu chỉ bình tĩnh cũng vẫn cầm cái chiếc xà lan chỉ đi kiếm tiền, thà đi kiếm tiền ngon hơn mà làm những mấy cái vụ việc đó. Đã cô nói cô nghe, đâu phải kiếm tiền không đâu, kiếm tiền về nuôi con, nuôi hai đứa con đi học nè, mà thằng Tấn nó không nuôi, rồi đưa tiền, giả lại chia tiền cho nó, mà để cho nó đi đánh bài, đá gà, đi xong gái, đó. Vậy mà tại sao mà các ông đó ông lên, ông nói như vậy cô, không biết luôn nữa trời,
ông này ông coi mà ông không hiểu được gì hay sao á, mà ông lên ông nói như vậy. Ông có ông coi ông hiểu được thì ông nói, còn không được thì thôi đi. Ông làm ơn những cái ông đựng lên mà ông nói không có ra cái gì hết trơn nha ông. Ông mà mới nói lên trên tình đồng chí hai ba bữa nay nè, tôi nói cho ông biết nha. Ông từ gặp lên ông đừng có lên ông nói nữa nha. Ông đừng lên phát biểu gì ở trên mà YouTube nào nữa hết á. Ông nói chi vậy? Cái gia đình của ông Tấn nó hung dữ vậy, ông chưa vừa dạ hả? Từ mẹ tới bà Năm, bà Mười. Trời ơi, gương mặt người nào cũng là, trời ơi, ghê quá, gương mặt người nào cũng nổi chứ ác ở trên trán hết trơn, không có ai mà vừa hết á. Trời ơi, bà nội gì kỳ vậy? Bà nội gì mà để mà nói cho ông Tấn mà chửi cháu vậy mà bà nội gì mà thiệt á. Không thấy ai mà bà nội như vậy hết á. Ví dụ như bây giờ cô nói cô nghe nè, lỡ như mà cô Linh nó có nói đi, à, sao mà không về thăm Linh, à, mẹ con không cho về. Ví dụ như cô Linh mà lỡ có nói vậy thì mình là bà nội, mình cũng nên bỏ qua cho con cháu mình đi, nó là con nít. Mà tại sao bắt lỗi phải mà lên nói để cho ông Tấn chửi, chửi gì mà chửi thô tục, xong mà còn đòi tấm nước nhỏ con nữa. Con để ý là hồi cái lúc mà ông Tấn chửi mà bấm mút, cái bấm mút giống cái Trang là nó ghét vậy, bấm mút mặt qua chỗ khác kia đó. Mà hỏi con chứ, mà con dâu bả mà chết, mà bả không hỏi thăm cháu nội mà không gì hết, mà cả gia đình dòng họ của bả luôn không qua bên đám ma bên con thằng em Hà nữa. Chị kỳ thiệt đó, thấy mấy người kỳ, không ai đưa ra ngoài ngoài mà mồ mả gì, bả không biết cái mồ mả của em Hà nằm ở đâu luôn nữa, kể cả thằng chồng đó. Vậy mà cái ông này ổng chưa vừa dạ ổng hay sao mà ổng còn lên mà ổng nói như vậy nữa, không biết nữa à. Yeah. Ông ấy, tôi nói cho ông biết nha, từ dài trở lên đó nha, ông không có lên YouTube ông nói nữa nha. Ông nói cái chuyện không đúng thì ông đừng lên nói nữa. Ông nói cái gì á, chính đáng thì ông nói, còn không chính đáng thì thôi. Ông biết thì ông nói, còn ông không biết á thì thôi ông đừng nói. Ông không biết thì ông dựa cột đi, ông nghe người ta nói cho nghe. Ông nói ông không bình tĩnh mà tôi thấy cái này toàn nhiên là ông nói ra là ông bình tĩnh không, chứ ông nói ông bình gì, cái ngã nào mà không bình đâu. Đã là bên bằng Tấn là nó ác như là cái gì rồi hả? Mà mở miệng ra là nói, cứ nói em Hà. Mà thằng đã tình đồng chí nó cắt nghĩa cho nghe rồi, nó giải thích cho nghe rồi mà cũng không chịu nghe. Mà cũng bỡ khai mà nói em Hà với em Tấn đi với Sà Lan á, cũng có lửa mấy có khói này kia đồ, cũng Hà sao rồi này kia đồ. Bộ ông không thấy em vui á không? Ông thấy Tấn theo giờ nhỏ hả? Nói thêm mà mắc chửi ông thêm ông hả? Người của ông kỳ quá à. Giống nghe anh. Theo ông nghĩ là cái ông đó cũng chung hoàn cảnh với ông Tấn này nên mới binh. Chắc chung hoàn cảnh đó chứ gì. Chắc cũng có ông đó cũng có vợ bé vợ nhỏ cũng cự cãi, chắc có chừng là không chừng nữa là ổng nói chung là có chung hoàn cảnh với ông Tấn đó nên mới lên binh vực như vậy đó. Mấy binh đi chơi với ông Tấn nè, đá gà đồ cũng có vợ nhỏ vợ bé vậy đó, cũng bỏ nhà bỏ cửa đi vậy đó, mấy binh dữ vậy đó. Tôi hỏi ông, ví dụ như bây giờ con Hà nó là con gái của ông mà bị Tấn giết vậy, ông nghĩ sao? Ông trả lời tôi nghe thấy không? Hả? À, ông đó? Ông ở đâu vậy? Ông nói cái gì đâu, không ra cái gì. Từ gặp lên ông đứng lên YouTube nói nữa nha. Nói ơi, cà lâm nói không được mà lên nói cái gì đâu không à. Cũng làm như có nhậu hay gì, cái miệng nói không ra hay gì, cứ lên nói hoài à. Từ đầu tới cuối nghe nói gì đâu không hả? Cứ nói Tấn với Hà đi ghe, có cái mâu thuẫn đồ này kia nọ đồ, rồi có lửa nó có khói. Tại sao ông lên ông coi, ba đó nó còn hại chết đó, nó có sợ ai đâu. Ba nó mà nó không có trả tiền, nó hứa một tháng trả 30 triệu hay gì, nó không trả, ba nó quất ức quá chết đó. Ông có nghe rõ chưa? Lợi Nguyễn nó lên nó nói đó. Còn bây giờ vợ nó, vợ Hà trả mà không có tiền đi về mượn người ta 40 triệu. Chính nó mượn đó. Hà giang tay ra trả 10 triệu, còn 30 triệu nữa nó không trả, ông thấy không? Mà ông thấy bên gia đình ta có làm gì bên Tấn chưa? Hả? Tôi hỏi ông gì đó không? Ông nghe những cái phim này, ông nghe những cái YouTube, ông coi hết cái YouTube này, hết cái YouTube kia. Ông biết những cái gì là ông hả nói, còn ông không biết thì thôi đi. Ông đừng lên ông nói nữa. Ông nói nữa làm cho cộng đồng mạng bực mình lắm á. Tôi nói cho ông biết hả, 90 triệu dân mà ở cái nước Việt Nam này, cả nước ngoài mà hả, người ta nói á, còn ông lên nhiều, tôi giỏi lắm, tôi cho bên Tấn 100 người à, gọi người ta không? Ông gắn cắm mắt lên đi nha, ông coi công an xử nha, chính quyền người ta vào cuộc á, người ta xử rồi cho ông thấy nha, tôi nói cho. Đó thì tất cả cô dì chú bác anh chị em mình cũng vừa nghe một cái đoạn đi âm ha. Nói chung thì mọi người cũng khá là bức xúc về cái vấn đề này,
Nhưng thì hiện tại những cái thông tin mà tụi em đưa lên cũng nhằm mục đích là để quý vị và các bạn mình cùng nhau tham khảo. Chứ hiện tại mình cũng chưa nhận định ai là đúng sai cả nhà ha. Đúng sai như thế nào cũng chờ đợi từ phía bên cơ quan chức năng cả nhà. Thôi thì em cũng xin kết thúc video ở đây. Quý vị có xem thì cũng nhớ cho em một cái like với một cái chia sẻ ha cả nhà ha. Em cũng xin chào, bye bye quý vị ạ, bye bye.